Free Guy hay với tên tiếng Việt là Giải Cứu Guy là bộ phim mới ra mắt, kể về Guy, một nhân viên ngân hàng bình thường. Bỗng một ngày, anh chợt phát hiện ra mình chỉ là một NPC và thế giới anh ta đang sống thực chất chỉ là một trò chơi thế giới mở. Anh đang sống giữa một thế giới trò chơi hỗn loạn đầy những kẻ xấu. Guy sẽ đứng lên để giải cứu thế giới của mình như thế nào? Các bạn xem phim hãy rõ nhé. Còn bây giờ, nếu như đã xem phim rồi thì hãy cùng nhau soi chi tiết ẩn có trong Free Guy nào. Đảm bảo nếu như các bạn là một gamer hay những người yêu thích văn hóa đại chúng sẽ rất thích những chi tiết này đấy. Bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nhé. Trước khi vào phần chính video thì xin phép cảnh báo đó chính là đây sẽ là một video có spoil cực nặng cho tựa phim này. Các bạn nếu chưa xem phim thì hãy tắt ngay video này đi và xem phim sau đó mới quay lại xem nhé. Và đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh DMEO để ủng hộ mình nếu các bạn thích những video tương tự như vậy. Bây giờ bắt đầu. Đầu tiên đó chính là Easter Egg về Just Cause, GTA và những tựa game thế giới mở. Mở đầu phim chúng ta thấy một anh chàng bay từ trên cao xuống cùng với lời giới thiệu của Guy về Free City và những người đeo kính râm hay chính là người chơi. Khi Guy nói hết câu, họ là anh hùng, anh chàng đeo kính râm liền bung bộ wingsuit ra, bay lượn rồi ném một loạt đạn từ trực thăng. Đây là một chi tiết liên hệ trực tiếp với dòng game Just Cause, khi Rico là nhân vật chính của dòng game cũng sở hữu một bộ wingsuit chuyên bay lượn giữa mưa bom bão đạn và luôn được tất cả người dân nơi anh đặt chân đến gọi là anh hùng, mặc dù hành động của anh tương đối là phá hoại. Ngoài ra, phân cảnh này cũng liên hệ với chúng ta, những người chơi cái tựa game thế giới mở với một thái độ, thế giới này là của tao. Và đối với các NPC thì chúng ta vô cùng ngầu. Ngay sau phân đoạn đó, anh chàng đeo kính râm này nhảy lên một chiếc xe. Nếu mọi người có thể để ý biển số xe thì có chữ Revengers. Đây có thể là một chi tiết liên hệ đến đội Revenger của Thor và những người bạn, vì trong phim có khá chi tiết liên quan đến vũ trụ Marvel cũng như tựa game hay phim có liên quan đến văn hóa đại chúng khác. Tiếp đến, chúng ta đến với Guy, hãy cùng điểm qua một số chi tiết trong căn phòng của anh chàng này nhé. Đầu tiên là về tủ đồ, chỉ có duy nhất một loại quần áo, thức ăn và đồ dùng cũng như vậy, chứng tỏ cuộc sống của Guy ngày nào cũng trôi qua như một kịch bản được định sẵn. Nhưng hãy chú ý đến bộ domino trên bàn ăn, thiếu một quân domino để có thể đẩy ngã tất cả cùng một lúc. Một chi tiết nhỏ báo hiệu cho việc sớm thôi, cuộc sống của Guy sẽ chật bánh sang một quỹ đạo hoàn toàn khác. Ngoài ra, tấm lịch lớn phía trên TV cũng mất đi ngày thứ tư, chỉ có 1, 2, 3, 5 ngày. 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Hey! Và một chi tiết thú vị khác về căn phòng của Guy chính là khóa nhà bằng 5 loại khóa khác nhau. An ninh tòa chung cư Guy sống có vẻ không được ổn cho lắm, mà cũng phải thôi. Anh sống trong một thành phố toàn tội phạm như vậy cơ mà. Trong cùng phân cảnh, lời nói của người dẫn chương trình thời sự cho chúng ta biết bờ biển Hitman hôm nay sẽ bị dội bom xả đạn. Đây có thể là chi tiết liên hệ đến dòng game Hitman cùng tên. Ngoài ra, trong phần Hitman 2, nhiệm vụ mở đầu của game cũng xảy ra tại một bờ biển. Mở đầu ngày mới với một ly cà phê cỡ vừa thêm kem 2 viên đường. Ở phân cảnh này, chúng ta có thể thấy phía sau lưng nhân viên bán cà phê là menu. Quán cà phê này bán những loại đồ uống như cà phê mạnh, cà phê nhẹ, cà phê cực mạnh, cà phê cực nhẹ, cà phê với sữa, cà phê không sữa. Một menu không thể nào ngớ ngẩn hơn và không thể nào game hơn. Sau phân cảnh trên, chúng ta còn được biết tất cả các NPC trong trò chơi đều sử dụng cà phê mỗi buổi sáng. Nếu để ý những thùng rác trong thành phố, đa số chúng đều chỉ để chứa những cốc cà phê mà NPC đã sử dụng xong. Ở phân cảnh tiếp theo, lúc Guy đang kiểm tra số tiền tài khoản của mình thì bên cạnh anh có một cỗ máy khổng lồ đi qua. Dù không nhìn thấy toàn bộ nhưng với thiết kế đặc trưng như thế thì có thể đó chính là một cỗ máy ở trong tựa game Metal Gear. Guy là nhân viên trong một ngân hàng và ngân hàng trong một tựa game thế giới mở bị cướp, nó bình thường như là cân đường hộp sữa vậy. Có vẻ như Guy và mọi người đã quá quen với việc này, mặc dù cách ăn mặc của những kẻ cướp ngân hàng khác bình thường so với một tựa game thế giới mở, nhưng nếu để ý, bạn sẽ nghe ra được giọng của The Rock và một số diễn viên nổi tiếng trong mảng phim hành động giải trí tham gia góp giọng cho những nhân vật này. À còn nữa, tên cướp này còn đeo mặt nạ khá giống với Ghost, nhân vật lấy đi không ít nước mắt của anh em game thủ trong Call of Duty. Tua nhanh qua phân cảnh tiếp theo, tại một hẻm tối, nơi Molotov Girl gặp một người đeo mặt nạ bí ẩn để trao đổi thông tin. Dành cho bạn nào chưa biết thì cựu người sói Hugh Jackman tính là người đã góp giọng cho nhân vật này. Trong phân cảnh này, chúng ta có thể thấy phía sau lưng Guy là một chiếc Scorpion Tank đến từ dòng game Halo. Trong phân cảnh Guy bị truy đuổi bởi hai admin của trò chơi, ta có thể thấy những thành phố nổi tiếng nhất trong thế giới game như Los Santos của GTA, Citadel City trong Half-Life, Kamurocho của Yakuza hay Raccoon City của Resident Evil series. Ngoài ra, nếu tìm kiếm số trên tấm biển số xe trên Google thì nó sẽ dẫn bạn đến một trang web lưu trữ thông tin, trong đó có con số liên quan đến biển số xe là mã lỗi có nội dung về việc gọi nhưng không quay lại, tương tự như nội dung của phim khi những admin này gọi Guy và anh ta không quay lại. Bọn mình không chắc đây là sự trùng hợp thực sự hay là một Easter egg. Bạn nào dành về công nghệ thông tin thì có thể xác thực điều này ở phần comment nhé. Để thoát khỏi sự truy đuổi của hai admin trò chơi, Guy đã buộc phải nhảy từ một tòa nhà đang thi công xuống. Rất may là anh vẫn còn sống nhờ sử dụng trang bị trong game.
Như các bạn đã biết, diễn viên đóng vai Guy là Ryan Reynolds, cũng chính là anh chàng đã vào vai Deadpool bần bựa. Câu nói "tôi không thể chết" liên hệ trực tiếp đến vai diễn của anh chàng này, nhưng ở một vũ trụ khác, không phải thế giới của Free Guy. Ở phân đoạn tiếp theo thì khi một trong nhân vật chính là Key cũng là một trong hai lập trình viên vừa hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Guy về nhà, ta được biết về quá khứ của anh, Key và người bạn của mình là Millie, aka Monotop Girl. Trong đó chúng ta lại thấy một gợi ý về Truman Show trong lời thoại của Key nói như sau: bản chất của nó như một trò chơi nuôi cá, người ta không chơi nó mà theo dõi nó tự phát triển, đó là một trải nghiệm quan sát. Ngoài ra thì Guy vẫn còn rất nhiều gợi ý về Truman Show, các bạn hãy cùng tìm ra với bọn mình nhé. Bước vào văn phòng của Key, chúng ta lại thấy anh chàng là một game thủ chính hiệu qua những chi tiết. Một chiếc máy arcade ngay trong nhà, tấm poster này là trò chơi điện tử chứa tên của vô số tựa game. Ngoài ra thì còn có cả bộ sưu tập tay cầm và máy chơi game qua nhiều thời kỳ, trong đó có thể thấy rõ nhất là PlayStation 1 và Super Nintendo. Chúng ta có hàng loạt máy và tay cầm chơi game khác. Ở một góc khác của phòng, Key còn có một bộ sưu tập tay cầm chơi game có vẻ hiện đại hơn, đĩa game và một số board game trên kệ. Bên dưới TV là một PlayStation 4. Ngoài ra thì anh cũng có một chiếc đèn hình con ma trong Pac-Man. Xuất hiện trong phân cảnh Molotov Girl phải tẩu thoát khẩn cấp do sự phá đám của Guy. Khác với Portal Gun ở trong trò chơi của Valve, chỉ có thể bắn trên những bề mặt được chế tạo từ đá mặt trăng. Portal Gun trong Free Guy có thể mở cổng ở tất cả mọi nơi mà không cần bề mặt luôn. Sau khi được Molotov Girl hướng dẫn cách lên cấp trong Free City, Guy bắt đầu thực hiện hành trình kề cấp của mình bằng cách làm những hành động anh hùng tại thành phố tự do đầy hỗn loạn. Hành động của anh nhanh chóng được truyền thông chú ý và các streamer cũng như YouTuber liên tục cho ra mắt những video và những buổi trực tiếp chỉ để bàn luận về anh chàng áo xanh bí ẩn. Những streamer xuất hiện bao gồm Ninja, Pokimane, Lazabim, v.v. rất nhiều streamer khác. Cũng tại những phân cảnh này, chúng ta có thể thấy được sự cameo của rất nhiều trang báo game nổi tiếng, tiêu biểu là IGN với thumbnail không lẫn đâu được. Ngoài sự xuất hiện của những streamer nổi tiếng có thật ngoài đời, Free Guy còn có sự xuất hiện của rất nhiều hãng linh kiện điện tử nổi tiếng dành cho game thủ như Razer, Asus ROG, Alienware và HyperX. Và quảng cáo một chút, các bạn có thể mua sản phẩm này với mức giá rất tốt tại techspay.vn nhé, với mã giảm giá DMEO. Trong phân đoạn ngày tiếp theo, sau khi Guy cứu một NPC khác khỏi ngọn lửa, NPC này đã dành cho Guy một cái ôm nồng nàn trước khi rời đi và bị bắn chết rồi T-Bag bởi một người chơi khác. T-Bag là hành động game thủ thường dùng sau khi hạ gục đối thủ để hạ nhục họ bằng cách spam nút ngồi liên tục trên xác của đối phương. Ở phân cảnh tiếp theo, chúng ta thấy được Guy đã kiếm đủ tiền để thay một bể cá mới hơn dành cho chú cá Goldie của mình. Để ý, bộ Domino giờ đây đã tập hợp đầy đủ quân để trở thành một dây chuyền, báo hiệu cho một sự thay đổi trong con người của Guy. Giờ anh đã là chính mình với đầy cảm xúc như một con người, không còn bị gò bó như các NPC khác. Trong phân cảnh chiến đấu này, Guy đã sử dụng món vũ khí Mega Buster, vũ khí nổi tiếng nhất của anh chàng Mega Man, để có thể đánh bại đối thủ. Ngoài liên hệ với Mega Man, vũ khí này còn có thể xem là một Easter Egg liên quan đến Devil May Cry 5. Khi xong phần game này, Nero cũng sử dụng một cánh tay máy tương tự. Ngoài sự xuất hiện của streamer Ninja, biểu tượng của trò chơi Fortnite đình đám, phân cảnh tàu thoát ngay sau đó cũng cho chúng ta thấy một Easter Egg khác về trò chơi này, đó là khi nhân vật chính sử dụng một trang bị dù lượn tương tự như trong Fortnite. Sau màn tàu thoát, lần đầu tiên gặp được phản diện chính trong phim, ông chủ tập đoàn Tsunami, một kẻ lắm mồm, ngông cuồng nhưng cũng mưu mô và đê tiện. N1 là một hiện thân của những kẻ xem ngành công nghiệp game chỉ đơn giản là kiếm tiền. Mỗi lời thoại mà các nhân vật này nói đều là những cú đấm thẳng mặt vào những công ty lớn đang làm game với mục đích duy nhất là vắt sữa từ những thương hiệu vốn đã nổi tiếng mà bỏ qua chất lượng sản phẩm cũng như lời hứa với người chơi. Một số công ty sẽ phải nhột đây. Ở phân cảnh tiếp theo, chúng ta quan sát được toàn bộ phòng của Millie. Hãy cùng điểm qua một số Easter Egg ở đây nhé. Đầu tiên chúng ta có Iron Giant. Không có gì ngạc nhiên khi người bạn robot khổng lồ này cũng xuất hiện trong Ready Player One, một tựa phim nói về những trò chơi khác vô cùng nổi tiếng. Ngoài ra còn có một kệ đầy những sách có chủ đề về lập trình, AI cũng như máy tính. Nếu bạn để ý thì có thể thấy phần đồ họa của tựa game Free City thực sự rất tệ hại. Do phim đặt góc nhìn người xem là Guy nên chúng ta mới cảm nhận thế giới trong trò chơi sống động như thật. Nhưng thực chất, trong những buổi livestream của người chơi nổi tiếng Free City trong phim, chúng ta để thấy trò chơi này có nền đồ họa tương đối tệ hại và nghèo nàn. Cảm giác như là những đoạn quảng cáo 3D của những tựa game rẻ tiền, nơi cấp 1 bạn là lính quèn và lên cấp 10 bạn sẽ làm boss. Lại một pha cà khịa những tựa game rẻ tiền có chủ đích từ đạo diễn bộ phim chăng? Trong nhiều phân cảnh của Free Guy, ngoài những cảnh cháy nổ và phá hủy hoành tráng, đôi khi người xem hay Guy sẽ bắt gặp những nhân vật bị lag và bug vô cùng hài hước. Việc Free City là một trò chơi đầy lỗi còn được thể hiện trực tiếp bằng lời phàn nàn của Keys với ông chủ N1. Nhưng tất nhiên lời phàn nàn này bị gạt đi trong nháy mắt. Trong lần tái đột nhập vào tòa nhà của một game thủ để lấy đoạn video mà Monotop Gun cần, ta nhìn thấy người ngồi sau bàn phím của nhân vật mở đầu phim.
đây là một anh chàng nghiện game trông khá chán đời, nhưng căn phòng của anh ấy lại chứa vô số điều thú vị như poster Rick and Morty, poster Avengers Infinity War, poster Deadpool và những phim gắn liền với văn hóa đại chúng mà chúng ta ở đây ít nhất đã một lần nghe tên. Trong phân cảnh này, chúng ta lại thấy người chơi sở hữu một skin nhân vật trang phục tóc hai màu giống hệt Cruella, một nhân vật phản diện vừa có cho mình một phim riêng. Trong phân cảnh Guy cùng Molotov Girl cố gắng chạy trốn khỏi sự truy sát của admin, Key đã chiếm quyền hệ thống và mở cho họ một lối thoát. Nếu bạn để ý, ngay phía dưới lối thoát chính là khoảng không của game. Nếu là một người chơi game, bạn sẽ thấy chi tiết này tương đối bình thường, nhưng nếu không phải game thủ, chi tiết này có thể cho chúng ta thấy đội ngũ thực hiện Free Guy đã có tâm đến nhường nào khi không bỏ qua dù một chi tiết nhỏ nhất. Sau khi bị sa thải khỏi công ty vì cấu kết với Millie, Keith vẫn nhanh trí dùng quyền còn lại của mình để livestream những góc nhìn của Guy lên các kênh truyền thông. Ta được thấy tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé, người giàu người nghèo đều cùng nhau chăm chú xem cuộc hành trình của Guy và ủng hộ anh hết mình. Một chi tiết nữa gợi nhắc về phim Truman Show. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Tua nhanh đến phân cảnh chiến đấu giữa Guy và Dude, một nhân vật mới do chính Antoine sáng tạo ra dựa theo sự nổi tiếng của Guy. Sở hữu một thân hình đồ sộ, cơ bắp vạm vỡ và không thể bị đánh bại, Dude đã bón ngập mồm hành cho nhân vật chính. Guy sau đó lấy lại bình tĩnh và mang ra chiếc khiên chứa danh của đội trưởng Mỹ để chặn cú đánh tay và dùng tay Hawk để đấm bay tên Dude vạm vỡ. Cùng lúc đó, ta có thấy nam diễn viên Chris Evans cũng đang theo dõi cuộc chiến này, kết hợp với nhạc nền chứa danh của Avengers, một màn cameo có thể nói là thổi bung bầu không khí của bộ phim lên một tầm cao mới. Cũng trong phân cảnh chiến đấu đó, sau khi đã hồi phục bằng hộp cứu thương, Guy lấy ra một món vũ khí bá đạo khác, đó là một xanh lightsaber chứa danh của dòng phim Star Wars. Tiếc là lần này chúng ta không có pha cameo nào của dòng họ nhà Skywalker ở trong phim. Thấy chém Dude bằng lightsaber là không đủ sát thương, Guy đổi sang món vũ khí khác đến từ Fortnite là một chiếc cúp hình ngựa một sừng 7 màu. Tiếp đến là chuyển qua Gravity Gun để nhấc bổng tên khổng lồ này lên và bón hành cho hắn. Một cuộc chiến có quá nhiều biểu tượng văn hóa đại chúng nói chung và biểu tượng của văn hóa game thủ nói riêng. Chi tiết cuối cùng trong video này mà mình muốn đề cập đến đó chính là hình tượng bay màu. Mặc dù đã vượt qua Dude, nhưng Guy vẫn phải đối mặt với thử thách khác là Antoine, kẻ đang trực tiếp phá hoại server trò chơi để có thể tiêu diệt anh. Đồng hành cùng Guy là người bạn thân của anh, nhưng đáng tiếc là anh ấy không theo kịp Guy. Sau khi nói với nhau những lời cuối cùng, người bạn của anh đã tan biến, giống hệt với hiệu ứng từ cú búng tay của Thanos, một chi tiết liên hệ thẳng tới vũ trụ MCU. Và đó là 37 chi tiết bọn mình soi được ở trong bộ phim Free Guy, rất nhiều thứ liên quan đến game và văn hóa đại chúng nói chung đúng không? Và ngoài ra, còn rất nhiều chi tiết khác mà bọn mình chưa soi được. Hãy comment phía bên dưới để cùng nhau chia sẻ và tham gia group Diomeo để chia sẻ nhé. Còn bây giờ, nếu các bạn thấy video hay hấp dẫn ít thì đừng quên like, share và đăng ký kênh Diomeo để ủng hộ bọn mình. Nếu thấy dở, hãy dislike để bọn mình có thể cải thiện ở trong video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.